nay là ngày 6 tháng 5 đi vào giao tiền cho nhà đặc cư hàng tháng. Xin thay mặt gia đình cảm ơn em gái Dân đã hỗ trợ cho gia đình đặc cư 500 ngàn. Cũng không có gì hơn thì xin cảm ơn em gái anh Dân rất là nhiều và Hồi rất là nhiều. Xin chúc Hồi và em gái anh Dân và sự tốt đẹp, sức khỏe nhiều trong công việc làm ăn và nhiều thành viên. Đây là lần giao lần thứ 19. Con xin cảm ơn mọi về các sư cô để quan tâm giúp đỡ cho nhà con. Cảm ơn.